ông nội? Nè nó gì? Thú dữ cha. Thú quắc à. Thôi. Làm không thôi, không chơi đâu. Nè, nghèo thôi mà. Thôi. Nghèo thôi. Giết vậy này ngáo luôn á. Thì không có lợi sức khỏe mà. Hỏi chứ lại. Nè, quất đi, quất. Thôi quất đi. Đi đi. Thôi đừng có vũ nữa. Cái này nóng lắm, nổi mụn dữ lắm á. Vậy đi thôi. Thôi. Bà cái quỷ này nói mụn cái mẹ luôn à. Nóng trong người dữ lắm. Thì cứ thử ngào đi, nếu có nóng nổi mụn gì đó ba dẫn con tới Seoul Spa để điều trị mụn có sao đâu. Trời đất ơi, nói thiệt không? Thiệt, ba mà nói dốc cái mặt của ba bị mốc. Được chưa? Thôi, cái mặt của ông nó mốc nhiều lắm rồi, không chơi đâu. Yên tâm đi, bên Seoul Spa mới mở thêm chi nhánh ở đường 3 tháng 2 á, điều trị mụn là vô địch thiên hạ luôn. Cứ làm thử ngào đi con. Thiệt không? Thiệt. Sao mà nó thúi vậy? Thôi ông chơi trước thì tôi chơi sao? Tủ cha mày.